E-Class là một trong những dòng xe chủ lực và được ưa chuộng nhất của Mercedes-Benz tại Việt Nam. Vào tháng 3 năm 2020, thì Mercedes-Benz đã giới thiệu với chúng ta mẫu xe E-Class Philip thông qua kênh truyền thông trực tuyến và dự kiến sẽ được ra mắt tại Việt Nam vào cuối tháng 3 năm 2021 với hai phiên bản, đó là E300 AMG và E200 Lucy, với rất nhiều thay đổi so với phiên bản trước. Về phần ngoại thất, đối với phiên bản E300 AMG thì ngoại thất sẽ khác hẳn so với phiên bản trước. Đầu tiên có thể kể đến đó là mặt ca lăng thiết kế theo kiểu họa tiết kim cương kết hợp với logo 3D lớn ở giữa. Phần hốc gió ở phía trước cũng thay đổi lớn hơn, làm cho chiếc xe trông thể thao hơn rất nhiều. Đặc biệt đó là cụm đèn pha thông minh multi-beam LED trên xe E300 AMG được thiết kế kiểu mới hoàn toàn, lấy cảm hứng từ cụm đèn pha trên xe COS với dãy đèn LED định vị dạng móc câu, không còn kiểu chia làm hai như phiên bản trước. Ngoài ra, xe E300 AMG phiên bản mới còn được trang bị bộ mâm AMG 10 chấu 19 inch và cửa sổ trời siêu rộng Panorama. Đối với phiên bản E200 thì ngoại thất được thiết kế theo phong cách Itusi sang trọng và lịch lãm. Lưới tản nhiệt 3 nan kép thiết kế mới kết hợp với logo nổi trên nắp capo, cụm đèn pha LED High Performance với thiết kế 2 tầng cùng với bộ mâm đa chấu 18 inch. Về phần nội thất, E-Class Philip có một số điểm thay đổi nổi bật như xe được trang bị màn hình tableau và màn hình giải trí liền khối dạng kỹ thuật số, và cả hai đều có kích thước là 12.3 inch. Xe còn được trang bị vô lăng thiết kế mới mang hơi hướng tương lai. Đối với phiên bản E300 AMG thì được trang bị vô lăng thể thao dạng D-cut, còn phiên bản E200 Lucy thì được trang bị vô lăng dạng tròn. Một điểm nổi bật nữa trong khoang nội thất của E-Class Philip đó là được trang bị hệ thống MBUX cho phép người dùng có thể điều khiển hệ thống giải trí của xe thông qua màn hình cảm ứng Touchpad kiểu mới. Hoặc ra lệnh cho xe bằng câu khẩu lệnh. Hey Mercedes, how can I help? Can you show me the next restaurants, please? Here is what I found. Về phần động cơ, E-Class Philip được trang bị động cơ mới với mã động cơ là M264i4 với dung tích là 2.0 lít, cùng với công suất là 197 mã lực đối với dòng xe E-Class 200 Lucy và 258 mã lực đối với dòng xe E-Class 300 AMG. Về mặt công nghệ, ngoài những công nghệ cơ bản được trang bị trên xe như là camera 360, cảm biến Park Unit hay chức năng an toàn Reserve, E-Class Philip tại Việt Nam còn được chờ đón sự trở lại của chức năng Active Brake Assist hay là hỗ trợ phòng ngừa va chạm. Hứa hẹn đây là một mẫu xe rất đáng mong đợi trong tháng 3 này nhé.